bây giờ Nam Thư và anh Đại Nghĩa lại tiếp tục đi tới một cái điểm khác đó. Như mọi người thấy là xe đang dừng rồi, tới. Còn cái chuyện nếu mà nhà nào mà lấy dư quá thì tắm thôi cũng được, nhưng mà ăn uống là được nha, nó là nước ăn uống, còn nó có cái dàn lọc để ăn uống luôn, thành ra là mọi người lấy về là để ăn uống là chính. Còn nước sinh hoạt, tắm giặt hay cái gì đó, nếu mình có được một cái nguồn nước khác thì mình lấy, mình ở cái nải nước này của em. Mà cái nước này ở đây ra mình ngày nào cũng cho bà con lấy mà. Dạ, thì ngày nào cũng cho bà con lấy à. Để khỏi. Công suất thì 1 giờ của nó là khoảng 500 lít hơn. Ừ, em này là em Thành, em này là kỹ sư, là em là người lắp đặt cái dàn máy này, cái dàn máy ở đây. Em, cái công suất máy của mình là 500 lít cho 1 giờ đúng không? 500 lít khoảng 500 lít 1 giờ. Và một ngày mình cho máy chạy là khoảng được bao lâu thì phải nên nghỉ em? Một giờ, một ngày chạy 20 tiếng đó. Một ngày chạy 20 tiếng. Đó. 6 tiếng mình nghỉ 1 tiếng. Bây giờ mình vô mình coi cái dàn máy trước cái đi. Mình rõ ràng tức là cái này là nước, tức là sau khi cái nước lọc từ cái này xong còn nước thải ra đó thì dùng để sinh hoạt. Tại vì giống như là 10 lít nước vô thì mình chỉ lọc được 3 lít nước đúng rồi thôi, cái kiểu vậy đó. Dạ. Và 7 lít nước còn lại là thải thì mình thải qua bên này, bây giờ là nước sinh hoạt, còn bên này là nước ăn uống. Đó là cái bài thuyền. Làm rõ vậy thì bà con lấy nước không có lộn hơn. Bên đây rõ ràng như vậy nè, hợp lý nè. Uống thử nghe cho xin mấy cái ly nha. Nhưng mà em nghĩ, thiết nghĩ là chắc là mình phải có cái gì che ở trên này lại á. Mà mình che nha, tức là cái nước là nước lọc rồi á. Nè, là Thành dơ lên cho anh coi coi. Nước lọc rồi, nước ra rất là mạnh. Nước ra rất là mạnh. Ở đây là nước đã qua hệ thống lọc vào phục vụ ăn uống. Còn cái nước thải ra đó thì sẽ nằm vô cái bồn nước này phục vụ sinh hoạt, tức là bà con sẽ lấy cái nước này về tắm giặt đồ hay cái gì đó, rửa chén. Còn cái nước ở đây là nước ăn uống. Rồi mời anh nha, mình thử vô cái coi nè. Vô thử coi cái nước nó ngọt hay không, sau khi mình đã qua thì không ngọt quá, ngọt quá, quá ngon. Nước ngon, nước rất ngon nha mọi người. Mà cái hệ thống này là hệ thống cũng lớn, cho nên là 1 giờ là khoảng hơn 500 lít. Nếu như một ngày mà mình vận hành được 20 giờ thì tức là mình sẽ có được 10 khối nước. Mình sẽ có được 10 khối nước và nước rất là ngọt. Thích ở đây, cái là ở đây xã Tân Phước. Xã Tân Phước nha, là chia ra được 2 bồn, rất là khoa học, cho nên hợp lý. Cái ăn uống, bên đây cái sinh hoạt đó, ai lấy nước sinh hoạt về lấy bên đây có cái giòi ra đây nè, chỗ đỡ cái này hứng. Còn ai lấy nước ăn uống qua đây lấy, hợp lý, hài lòng, tiết kiệm. Tức là cái nước thải ra đó, cái nước thải ra sau khi lọc vẫn như mình lại dùng cái nước sinh hoạt. Vậy là tức là cũng là 10 mà chỉ lấy được 3. Ví dụ vậy đó. Ví dụ là 10, ví dụ 10 nước, lít nước đổ vô thì mình sẽ lọc được 3-4 lít nước để uống. Và nước còn lại thay vì là thải thì chúng ta sẽ vô cái bồn này để làm nước sinh hoạt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
6 người điểm thứ ba nha mọi người. Đây là điểm thứ ba mà Thu và Duy Thanh Vàng và anh Nghĩa đi tới. Chạy về bển còn còn đi về biển nào qua. Tại vì tôi biển vàng ở đây lấy bây giờ không biết nằm ở đâu luôn á. Ở đây có vẻ nhiều buồn hơn anh ơi. Có, mở nước ra, mở nước lên. Ở đây thì có cái giếng khoan cho nên tập trung tất cả các hồn trồng vào đây để cung cấp cho nước đầu vào. Hình như cái bồn ở đây nó công suất lớn hơn bên kia đúng không anh? Đây cái 3 ngàn bồn này cũng vậy thôi. Bồn nó cũng 3 ngàn đó. Không có là chắc cá các ông cho bồn 2 ngàn mà. Đây chị này đây. Cảm ơn chị Diền nha. Cảm ơn chị Diền đã hỗ trợ cho bà con ở đây. Đây chị gái này là chủ nhà, chị nhờ cho gửi cho anh Thư. Dạ. Chủ nhà cho để bồn, để máy, để chịu tiền điện này kia đó. Chị chịu tiền điện luôn. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Tại vì cái điện là phải có người đứng ra dẫn cái đó nên là chị này chỉ tình nguyện. Hy sinh thử trước hả? Ngon đó, không mà từ lập qua đây là cái này á, là nước này á, là của thầy đem xuống đó rồi nên giờ này cho là xả cảng bà con rồi hồi sáng giờ là bà con lấy ở đây rồi bắt đầu cái xe của thầy xuống rồi bà con tập trung lại hết rồi ở đây á, bà con bắt đầu xài hết nước rồi đó rồi bà con cũng quay lại đây. Giới thiệu với mọi người chị tên gì? Chị Quyền. Chị Quyền chủ nhà lá đây mình là xã Tân Phước luôn đó chị. Xã Tân Phước là ấp 8 xã Tân Phước cho nên là bà con khu vực nào gần đây nhớ đến nhà chị Quyền lấy nước. Chị Quyền là cái người mà tình nguyện cho đặt máy ở nhà chị. Bởi vì đặt máy ở nhà chị có nghĩa là chị phải trả tiền điện, chị phải trả tiền điện hàng tháng. Cho nên là chị là một cái người rất là dễ thương khi mà nhận lãnh cái trách nhiệm nặng nề này cho bà con. Đó, đặt cái dàn máy ở đây rồi bồn nước cũng để ở nhà chị luôn. Nếu như người ta là chỉ là chị kim bông chim qua kia rồi mở mặt bằng bán đồ này kia rồi, nhưng mà chị không, chị để bồn nước của chị nha, rồi có bồn nước của tài khoản ăn vui nữa. Đây cái bồn nước của tài khoản ăn vui. Mà nói chung ra thì nói với đại diện Vinh Hư và bà con, nói chung bồn này là cũng của Mạnh Thường Quân. Dạ. Cái Mạnh Thường Quân cũng hỏi là cho bồn nước nhưng cũng không trả tiền mà nhưng mình không nhận. Dạ. Giờ là mình chỉ là có hai chiếc xe nhà. Dạ. Tình nguyện đó rồi bồn á, không có thể nào mà cung cấp được rất nhiều bồn nên bồn mới là Mạnh Thường Quân là giúp cho bồn để vừa bốn cái bồn chở trên xe rồi ba cái bồn ở đây mình ở đây là chỉ được có hai cái bồn nhà thôi chỉ có hai cái bồn nhà còn bao nhiêu là của Mạnh Thường Quân. Một số là xong cái mùa này mình làm xong cái mùa này mình sẽ nói với Mạnh Thường Quân mình sẽ gửi lại mấy cái bồn của Mạnh Thường Quân.
Nhưng mà riêng tài khoản vui thì chị không cần phải gửi lại. Với những cái bồn của tài khoản vui của bên em á thì chị cứ giữ đi, để cho nếu như năm sau mình còn có cần thiết mình lấy ra mình sử dụng tại chị nha. Mà bây giờ mình cũng như là nói với mày vậy đó chị, nếu hiện tại ở đây là tại vì bốn cái bồn nằm ở đây là ở trên cái xe nhà mình đã để xuống luôn, tối mình sợ nước chuyện cái này hết. Không có cái bồn xe nhà mình để xuống luôn mà tối mình đi lúc ta kéo xuống cái bồn đi thì ở đây còn được hai bồn tối thôi là không đủ cắt nước. Nếu vậy thì chị muốn thêm đúng không? Bên trời nếu mà bên đại diện là các bạn có thể dài cái bồn nữa. Dạ rồi. Để như vậy là dạ rồi. Ok, nếu như mà chị nói vậy thì em sẽ hỗ trợ thêm cho chị nha. Yêu cầu vậy thôi. Rồi. Nếu là đứng ở đây xả ra công chuyện nó cho xe nhà chị chở mấy cái buồn chỗ khác nữa. Còn ở đây chỉ có hai cái thôi. Ở đây chị không đủ cho nên là sẽ hỗ trợ thêm cho chị. Ở trong này là ba cái buồn phải nằm ở trong này riêng để cho sinh hoạt cái máy. Dạ. Nên mình không có dùng mấy cái buồn này cho bà con sinh hoạt. Mình phải riêng mấy cái buồn ngoài này. Ok chị, nếu như vậy thì tài khoản vui của chúng ta sẽ hỗ trợ thêm ở cái vị trí này thêm khoảng 2 hoặc 3 cái bồn nữa chị nha. Nha. Chị Quyền, ấp 8, xã Tân Phước, Gò Công Đông. Cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ cũng như mình là thay mặt hết tất cả ở xã Tân Phước và bà con xã Tân Phước và ấp 8 cái bồn bất cứ phí ở xã mình dùng ở đây là nước. Cảm ơn Ngọt. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Đây giới thiệu với mọi người luôn, nhân vật này là cái nhân vật mà hỗ trợ cho Nghĩa rất là nhiều ở cái khu vực dưới này. Rồi đây nữa, đây là bạn Thương và đây là Sương. Trời ơi, giám đốc một cái nhà máy sản xuất nước, bà con ơi, giàu khủng khiếp, nhưng mà làm từ thiện nhiều khủng khiếp. Đây là phó chủ tịch, cảm ơn phó chủ tịch Đăng, trẻ rất là nhiệt tình cho bà con. Có thầy là người hỗ trợ cho em thầy Pháp Dương đúng không? Dương Pháp xin lỗi, thầy Dương Pháp. Còn đây là bạn Đăng, là phó chủ tịch nha, là cái người mà nhiệt tình trong cái chuyện mà hỗ trợ cùng với đại nghĩa và các đoàn bệnh viện đến để lo nước cho bà con. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là cái dàn máy lọc nước, cái này là số 539 rồi đó, tức là cái dàn hệ thống lọc ở đây lọc 33 cái bình thô. Xong rồi qua cái đây nữa, rồi đây là cái đèn nãy em nói đèn gì? Đèn LED. Đèn UV, tức là có cái đèn này thì là mình sẽ sử dụng nước để mình ăn uống luôn nha. Còn nếu như không có đèn này thì cái nước này của mình nó lọc qua, nó là nước sinh hoạt vẫn còn chút. Nhưng mà có cái đèn này mình lọc qua lại một lần nữa thì là ăn uống luôn. Anh Thành, nằm vô đây với anh Thành. Nằm vô đây cho anh hỏi, thuyết minh cho mọi người hiểu rõ giùm anh cái luôn. Anh này là kỹ sư nha. Em này là kỹ sư Quỳnh Công Thành đây. Dạ. Đó là cái nước mình lọc ở đây ha em. Dạ, nước đầu vô mà từ đầu vô xong mình lọc qua đây mà lọc khô nặng bã. Xong rồi mình qua đây, qua hai cái độc kinh này, lọc đây rồi mình bơm cái nước qua là cho mình cái thằng ô không có được. Nước nó rất là sạch. Rồi cái đèn này nữa, đèn nó đang khử trùng. Đèn nó khử trùng luôn. Và cái công suất của máy này là 500 lít một giờ, nhưng mà ngày hôm qua nhưng mà chạy thử nghiệm một vài nơi cái này là hơn 500 lít. Hiện tại cái này là đang hơn 500 lít. Lan cái này là hơn 500 lít một giờ nha. Còn bên đây á là cái bình này là nước là uống được rồi, ăn uống được rồi. Cho nên bây giờ Nghĩa với Nam Thư sẽ thử. Ở đây đúng không? Ở trong này chưa gắn rồi. Chưa gắn cái dòi rồi sao lấy ra? Dòi gắn vô đây đúng không? Phải leo vô lấy ghế leo vô quá. Cái này phải có cái dòi lên. Mình bỏ như này được không? Dạ, được. Cái này nó hơi kỳ chút xíu. Nhưng mà bởi vì chắc là phải xả bớt ra. Cái bồn này là bồn 2000 lít đúng không? Cái màn bồn 2000 này. Cái bồn mình đặt á anh. Cái bồn này là của bên tài khoản vui mình tặng dạ, đúng không? Nhưng mà em kêu bán cũng chưa có anh. Tất cả là 4 cái. Dạ. 4 cái là tài khoản vui tặng cho ở đây nha. Rồi Thư vô nè. Dạ. Uống vàng vô đây uống không vàng. Rồi 2 cái ly mà uống trước đi. Uống đi. Tình là xin hãy ly cho hai ly. Không, xin nhiều ly mà. Nước ngọt như nước suối. Ừ. Em uống có em cảm giác gì không? Không, em giống như uống nước lọc nha. Ly như đó. Nước bình thường ở nhà mình vậy. Bà con ơi, nước này là mình có thể đó. Nam Thư với Tài Nghị uống là uống nè, nấu ăn nè. Cái đường nước này được lấy về đem tắm giặt là uổng lắm. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em Thành. Cảm ơn em Thành. Rồi, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình coi cái bồn nước truyền ra bên ngoài nó như thế nào nha. Tức là từ đây là phải truyền qua cái này. Truyền qua cái ống, truyền, ống ngăn cho cái bình này. Đó. Cái ống này bây giờ. Nó cũng là một cái loại nước lọc. Thành đó Thành. Cái này là gì Thành? Cái này là cũng vậy hả cưng? Không giống cái đó mà
À, một đơn vị khác tặng hả? À, bây giờ mới thấy thì cái này là nhỏ. Nhỏ nhỏ. Thì mình đang tặng 100 lít một giờ nó nhiều hơn. À, cái nước cái bình trăm này là nước lọc rồi. Nước. Nước luôn. Là này là nước mà nước sinh hoạt. Nước đó là bên công ty bên bạn. Lấy nước sinh hoạt đổ ở đây để trữ. Xong rồi dùng nước sinh hoạt này mới qua cái máy lọc đó để thành nước uống ăn cho bà con. Ở đây thì mình thấy là bên ngoài mọi người đã xếp rất là nhiều những cái can, những cái thùng 30 lít để mà lấy nước. Giữa lòng nhiều ai có nhiều rớt nhiều lắm, có rũa nên rớt lòng. Mọi người không biết có nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trên cầu không? Sao mà giữa trưa nắng đứng lang thang trên cầu một mình vậy? Rồi cầm cái bịch ni lông rồi đứng cầm cái đó làm gì kỳ cục vậy? Em chưa hiểu luôn. À, không biết là tự nhiên người đàn ông sao mà lại đứng trên đó. Thưa mọi người, không có cái gì là có nguyên nhân cả. Anh ấy đang đứng trên cầu để điều phối xe. Xe lớn trên cầu đó, anh ấy hướng lắp qua cái làn đường là như thế nào đó. Là bởi vì ngay phía dưới, ở dưới này mình đang xe bồn mà. À, dạ, dạ, nguy hiểm. Ở dưới là xe bồn rất là nhiều, cho nên là nguy hiểm. Vì vậy là anh đứng cái này anh điều phối xe, chứ không phải mà nó không, anh đứng đây tương án. Anh ơi, anh đứng ngăn nghỉ với lại xe, em đưa rồi. Cảm ơn nha. Anh ơi, anh tên gì? À, tôi Quế. Anh Quế, chồng chị Quyền phải chồng không? Chồng chị Quyền. Anh đứng đây anh làm gì vậy? Để giữ xe chạy chậm lại bà con hứng nước. Rồi. Xe cộ lại chuyến rồi, đèn xanh đèn đỏ cũng nước rồi nè. Dạ. Cũng với cô kia bị xe đụng đi chợ rẫy. Dạ. Thôi giờ này thôi mình vậy, mình đứng chụp lĩnh. Mình giữ xe chạy chậm chậm lại. Mọi người nhìn thấy tức là xe cái hướng lưu thông từ dưới lên cũng đông, mà lâu lâu có xe lớn nữa. Mà phía dưới này của mình là xe bồn nước đang phát nước cho bà con rất là nhiều. Nên nếu mà không có canh này đứng đây anh cầm bao ni lông anh cùng bơm. Vui lắm chứ. Vui hả? Nắng chang chang vô rồi. Vui lắm nhỉ? Thấy đen này thấy không? Anh đây đeo khẩu trang vô, đâu khẩu trang của anh nghĩ vô liền. Có những cái người họ làm những công việc thầm lặng vậy đó quý vị. Không có gì to tát, cái đứng đây để làm gì thì cầm bao ni lông vơ cầm bao vơ đây có cái cây nữa đây có cái đó anh rớt ly cà phê người ta đây, anh cầm cái vơ để điều phối xe đó xe lắc qua thấy không anh làm luôn đây, anh làm thực tế đây là để xe tải tới nè nghĩa là xe tải tới à nếu xe tải tới thì sao cầm đó thì vơ đứng vơ chậm lại để cho bà con hứng nước. Ồ, dễ thương quá à. Việc hết sức đơn giản, đâu phải to tát gì đâu, gì đâu phải góp tiền triệu tiền tỷ gì đâu, chỉ cần làm những cái việc như vậy thôi, mỗi người một chút để hỗ trợ cho bà con là hay rồi. Mà anh có công lắm nha anh, tại vì chưa nắng. Mọi người đép vô nha. À, không sao đâu. Đây coi anh làm nè. Đép vô. Từ xa thấy rồi. Xe thấy chậm lại rồi lắc qua chút xíu để không có vướng mấy cái xe bồn đang phát nước cho bà con mình tới. Bà con đi ra đi vô đó. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Chụp cho anh tấm hình đi. Chụp tấm hình. Okay.